Đây các bác nhá, hôm nay đây sẽ là chiếc xe thứ 99 này. Chốt chiếc xe EcoSport 2016 nước sơn màu đỏ đẹp đây. Em mới lên sóng được có vài hôm thôi, 3 hôm thôi. Thì hôm nay em Hương đã chốt EcoSport rồi. Đây ạ, thợ thì em đang cà số đây các bác nhá. Cà số EcoSport 2016 chính thức dừng giao dịch rồi. Chiếc này là chiếc thứ 99 cho cái tháng này. Hôm nay là 30 tháng 10 rồi, sắp hết tháng rồi. Thứ 99 này, cứ nghĩ rằng em này sẽ là em cuối cùng thì đây ạ. Đây nhá, chiếc thứ 100. Chiếc thứ 100 chiếc xe Ford Fiesta mới về, chưa được một ngày lên sóng ạ. Chưa có hình ảnh video chi tiết, mới lên livestream một hôm thôi. Mới lên livestream vào buổi trưa ngày hôm nay thôi ạ. Có Ford Fiesta 2013 số tự động, cũng là đi làm dâu ở Tứ Kỳ Hải Dương rồi. Em này thì làm dâu về Hưng Yên rồi các bác nhé. EcoSport dừng giao dịch này, Ford Fiesta dừng giao dịch. Đây là chiếc thứ 99 này. Còn đây là chiếc thứ 100 này. Còn không biết là chiếc 101 có vào việc không các bác nhé. Đang vào việc, khách đang xem xe rồi. Còn bây giờ thì em sẽ lên một số mẫu xe mới nhé. Các bác nào quan tâm xe mới thì em mới về Cruise màu vàng gold biển Hà Nội 216 máy số zin này. Và CDX 2010 số tự động màu xanh đẹp nhé. À đây là hai mẫu xe mới về này. Còn đây là chiếc 100 chiếc xe trong một tháng này rồi các bác ạ. Đây ạ. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại hoặc kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ.